Chào các anh chị và các bạn, hôm nay em lên clip 50 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 thì em có máy 6 cái lưỡi cưa như vậy nha các anh chị, 2, 4, 6 cái. Đã 6 cái lưỡi cưa như vậy nha. Thì cái lưỡi nào nó cũng giống như nhau nha các anh chị. Thì em sẽ quay một kỹ một lưỡi cho các anh chị mình xem. Đây, để em quay nha. Em có 6 lưỡi như vậy. Rồi thì cái lưỡi hình thức nó như vậy nha các anh chị. Cái lưỡi này nè, nếu các anh chị nào mình biết á, là cái lưỡi này khá mắc tiền nha các anh chị. Nếu mà có cái cán nữa là nó cả triệu nha. Đó. Thì hình thức của nó là nó không có cái cán nha các anh chị. Thì em có khoảng em có 6 lưỡi nè, lưỡi là do hàng bãi nó hơi dưa dưa như vậy thôi, chứ còn lưỡi là bao bán nha các anh chị. Chiều dài lưỡi của nó là 330 nha các anh chị. Chiều dài lưỡi này em sẽ đo cho các anh chị mình xem, chiều dài lưỡi là 3. Đó, 330 nha. Từ cái răng bên này cho tới răng cuối cùng là 330. Còn cái chiều dài lưỡi thì nó dài rồi. Đó thì cái hình thức đây. Đó, nó có cái cán như vậy nha. Các anh chị nào mình về mình chế cái cán mình xài nha các anh chị. Đó. Lưỡi răng rồi còn ngon lành hết. Trời, mã số 1 nha các anh chị, 150.000 một lưỡi. Em có 6 lưỡi nha các anh chị. Đây nè, lưỡi nào cũng như nhau hết. Răng lưỡi thì như nhau nha. Em kiểm tra hết rồi rồi. Mã số 1 150.000 một lưỡi. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là em có một cái lưỡi cưa, à quên, cái cán cưa này là cái cưa của Tajima nha các anh chị. Tajima này thì Tajima Suwa, thì cái này cũng cái lưỡi của nó này, thì cái phần hình thức lưỡi này là chưa có sử dụng đâu nha các anh chị, nhưng mà cái hàng đi bãi thì nó bị ẩm á, nó đen như vậy nha, còn cái lưỡi của nó còn mới lắm nha các anh chị. Chiều dài lưỡi là 270 nha các anh chị. Chiều dài lưỡi là 270. Đây, bên này còn mới tinh luôn nha. Phần răng của nó đẹp lắm nha các anh chị. Thì em sẽ đo cho các anh chị. Ủa, 240 chứ. Cái lưỡi này là lưỡi 240 nha các anh chị. Em lộn nha. Lưỡi 240. Đó, chiều dài nguyên cây là 50. Đây, 240 nha. Em nhầm nha. Lưỡi đây lưỡi 270 của Tajima Suwa. Đó, cán tay cầm rồi còn đẹp hết. Là một cái cây cưa gấp nha. Lưỡi bao bán nha các anh chị. Rồi, mã số 2 nha các anh chị, 270.000. Tiếp theo là mã số 3. Là em có một cái kéo này nha các anh chị. Cái kéo này là nó có cái mọc chữ như vậy. Đây, em sẽ em quay kỹ cái mọc như vậy nha các anh chị. Hai bên nó có hai cái chữ như vậy luôn. Cái này thì đã bấm dai lại rồi nha các anh chị. Còn cái phần này, đó, phần lưỡi này thì cũng có vệ sinh đồ sạch sẽ rồi nha các anh chị. Em sẽ cắt thử này, cắt ngọt ngay luôn nha các anh chị, cắt ngọt lắm luôn. Đó. Rồi thì em gài lại này. Đó. Cái này thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài 20. Lưỡi ốc đồng luôn nha các anh chị. Nó có tới 4 mọc chữ luôn, hai bên này nè, bên này hai cái mọc chữ như vậy, bên này đó. Cán đồ còn đẹp nha các anh chị. Nó có bên này mọc chữ luôn nè. Ốc đồng. Rồi, mã số 3 nha các anh chị, 350.000. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là em có một cái cây mỏ lết này nha các anh chị. Cây mỏ lết này chiều dài của nó là 250 nha. Cây này thì các anh chị mình sưu tầm được luôn nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này. Các anh chị nào sưu tầm cái bộ mỏ lết Lutter thì các anh chị mình sưu tầm được nha. Cây này mới chưa sử dụng nha các anh chị. Nè, phần ngòm này mới chưa sử dụng nha các anh chị. Đi bãi thì nó cũng có những cái vết thơ dưa dưa chút thôi, chứ còn ngon lành nha. Đó, phần ngòm này. Đó. Cái này nó có trài trài chút nha các anh chị. Đây, nhưng mà mới tinh luôn nha. Cán tay cầm đồ, chiều dài của nó là 250mm nha các anh chị. Thì cái miệng mở rộng của nó là 30mm. Rồi, mã số 4, 230.000 nha các anh chị, cho cái Lutter này luôn, đẹp quá trời. Tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Mã số 5 là em có một cái bộ này là một cái đồ để là tarot nha các anh chị. Một cái tarot, là cái cây này là để các anh chị mình ngậm
ngậm tarot nha. Đó, thì hình thức của nó là như vậy. Chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Thì cái cây này chắc ngậm từ 2 tới 12, 13 ly gì. Để em coi lại. Chắc cỡ đó nha, cỡ từ 2 tới 12 ly nha các anh chị. Đó. 2 tới 12 ly. Rồi, lại một cái tarot này nữa nha các anh chị. Thì cái cây này là một cây này, cái bộ này nó có hai cái luôn. Nó có hai cái cục, ba cái cục tròn như vậy để các anh chị tarot răng nha các anh chị. Thì cái này nó da ben này nó có M5 nhân 0.8, M4 nhân 0.7, còn ở cái cục trong này là M5 nhân M3 nhân 0.5. Thì nó gồm có ba cái này đó. Các anh chị mình thay đổi mình xài. Rồi nó có một đó, cái bộ của nó như vậy nha các anh chị. Gồm là mã số 5 270.000 cho cái bộ này luôn. Tiếp theo là mã số 6. Là cái cây này là kiềm cắt cộng lực nha các anh chị, kiềm cắt của Furia. Thì cái phần mặt của nó là như vậy nha các anh chị, nhưng mà lưỡi cắt của nó khít tịt à. Đó. Không có bị gì hết nha, Furia da ben. Thì nó hơi rổ rổ như vậy nha các anh chị, nhưng mà cái cắn tay cầm của nó thì nó cũng có những cái vết cắn nhưng không có rách nha các anh chị. Đó, cây này nè, lưỡi nè, lưỡi ngon lành luôn nha. Em sẽ cắt thử cho các anh chị mình xem luôn. Cây này kiềm cắt cộng lực, các anh chị mình cắt kẽm các đồ được luôn nha các anh chị. Da điện đâu mắc chưa rồi. Đây. Đó, cắt ngọt ngay nha. Cái này để các anh chị mình cắt kẽm được nha các anh chị. Đó. Cái này là kìm cắt Fujiya, cắt cộng lực. Cái này thì chiều dài của nó là 20, gần 21 nha các anh chị. 21 Fujiya da ben. Rồi mã số 6 nha các anh chị, 270.000. Tiếp theo là mã số 7, là em có một cái kìm nhọn này nha các anh chị. Kìm nhọn này của Fujiya nha. Thì cái răng ngàm của nó cũng còn đẹp lắm nha các anh chị. Đó, lưỡi cắt này, để cắt khít nha, nhưng cái loại này thì nó hơi dài nha các anh chị. Nó cái chân của nó này, chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, chiều dài của nó 18 này, cái chân như vậy. Em cắt thử cho các anh chị mình xem, nó có lò xo trợ lực nha. Đó, cắt ngọt ngay à. Đó. Đó, có cái lò xo như vậy luôn. Rồi, lưỡi cắt đồ còn ngon lành, răng đồ còn đẹp. Cái cây này nó dài lắm nha các anh chị, cái miệng nó nhỏ, nó dài lên nha, cái cán tay cầm được. Rồi mã số 7, 130.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái cây kìm của Hojan nha các anh chị. Đây Hojan, thì chiều dài của nó là, em đo ở nó không để 224 rồi ta. Chiều dài của nó là 19 năm nha các anh chị. 19 năm. Cây này thì mới tinh luôn, chưa có sử dụng nha các anh chị, mới tinh chưa sử dụng nè. Hojan của Made in Japan nha các anh chị, nội địa Nhật này, Made in Japan này. Ở cắn tay cầm rồi không có rách, chỗ này nó có cắn nhẹ nha. Thì các anh chị nào mình làm việc nhỏ hay các anh chị mình siêu tầm mấy cái cây kìm quả nhỏ đồ này kia, kìm nhỏ các anh chị mình chốt nha, cây này mới lắm luôn. Rồi Hojan mã số 8, 170.000 nha. Chiều dài của nó là, nãy em đo chiều dài của nó là bao nhiêu đây? Chiều dài của nó là 19 năm nha các anh chị. Miệng của nó để hình thức như vậy nè, là 25 nha các anh chị, 25, 27 gì á. Đó, khi các anh chị mình mở ra còn được nhiều nha. Rồi mã số 8, 170 Hojan của Japan, Made in Japan. Rồi mã số 9 nha các anh chị, thì em có một cái đuôi chuột như vậy. Thì cái đuôi chuột này, cái răng của nó như vậy nha các anh chị. Nó còn mới lắm luôn này, nó y như là cái răng của nó y như là một cái răng rồi để các anh chị mở ốc tròn vậy đó mà. Phải không ta? Đó, thì cái răng nó như vậy nha các anh chị. Là hình thức này, nó có cái mọc như vậy. Đó, nó có mọc. Cái này là số 17 nha các anh chị, số 17 còn mới tinh luôn, thép trắng như vậy luôn nha các anh chị. Taxi trắng như vậy luôn, không có dưa gì hết. Hoạt động được ok nha. Đó, hoạt động được ngon lành lắm nha các anh chị. Đó, cái tiếng kêu rồi ngon. Cái này thì chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 17. Còn cái này là 17 nha các chị. Đây 17 nè, lắc qua lắc lại nha. Đây mình để ngược này. Đó, mình lắc qua lắc lại. Rồi. Chốt rồi còn đẹp luôn, mới tinh luôn.
Mã số 9 nha các chị, 120.000. Tiếp theo là cái mỡ đá mài. Cái mỡ đá mài cũng đẹp nha các anh chị. Cái này là hiệu tớp nè. Cắn tay cầm rồi không có bị rách gì hết. Mỡ còn đẹp luôn nha. Đây các chị mình dặn lại nè. Dặn mỡ lưỡi cưa, mỡ đá mài gì nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Mã số 10, 120.000. Tiếp theo là mã 11 nha. Em có 5 cái dao này nha các anh chị. Thì cái dao này nè đó, bên này là NT Cutter nha, da ben nè. Đó. Bên phần bên trong này đẹp hết nha các anh chị, một cây nè. Cây này cũng giống nhau nha, giống nhau cái chỉ cái khác cái màu thôi nha các anh chị. Đó, ở cây này khác nè, cây này cái thân của nó bằng nhôm. NT bằng nhôm đúng. Đó, NT Cutter luôn nè. Còn cái này là của Onfa nha các anh chị, Onfa này. Đó. Onfa này, cái này là của cái gì đây? Cũng của Onfa luôn nha các anh chị. Onfa Japan thì em có 1, 2, 3, 4, 5 cái nha các anh chị. 5 cái này em bán 150 nha. 11, mã 11, 150.000 cho 5 cái con dao. Còn mới lắm nha các anh chị. Còn đẹp luôn nè. Nói chung là em kiểm tra rồi hết nha. Rồi mã số. Cái con dao này là mình xài cái lưỡi 9 ly nha các anh chị. Dao này tất cả đều xài lưỡi 9 ly. Mã 11, 150.000. Tiếp theo là mã 12. Thì em có cái cuộn thước này nha các anh chị, Kyoto này. Đó. Cái cuộn này là nó chiều dài của nó là 2 mét nha các anh chị, nhưng còn đẹp nè. Đó, trong này. Bên trong còn đẹp lắm nha. 2 mét. Bên trong còn trắng sáng đẹp, không có trài xước gì hết nha các anh chị. Đó, hoạt động ok khi các anh chị mình muốn rút ra nhẹ, các anh chị mình nhấn cái nút ra nha. Đó, mình thả này, đã giữ này. Đó, hoạt động luôn ngon lành nha các anh chị. Đó. Rồi thì cái cây này á, là mã số 12, 70.000. Tiếp theo là mã 13 nha các anh chị. Mã 13 là 100.000 cho cái Tarima này. Ý trời ơi, đất mẹ cái nhẫn rồi. Rồi, cái này là 3 mấy rưỡi nha các anh chị. Made in Japan này. Tarima thì cái này 3 mấy rưỡi nha. Thì cái lưỡi của nó này. 3.5 hết nha các anh chị. Tarima Japan. Khi mình bấm xuống này mình thả ra, bấm xuống này, hoạt động ok hết nha các anh chị. Đó. Thả. Đó. Rồi cái này là mã số 13 nha các anh chị, mã 13, rớt mẹ cái tem. Mã 13 100 nha các anh chị cho 3 mấy rưỡi này luôn. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 thì em có một cái cây thư góc này của Shinwa nha các anh chị. Đây của Shinwa này. Xin qua Japan nha. Thì cái cây này mới chưa sử dụng nha các anh chị, nó còn cái này, nó rất là mới luôn, chưa sử dụng nha. Thước góc thì chiều dài cái này là nó 150 nha các anh chị, còn cái chiều này là 300mm. Xin qua Made in Japan nha. Logo Xin qua này. Đẹp luôn nha các anh chị, chưa có sử dụng. Đây. Đây. Đó. Thì cái này là của Shinwa nha các anh chị. Đó. Thì cái này là chưa sử dụng nè, em để vô nè. Đây. Đây. Mở vạch nè. Em coi thử. Đây, Made in Japan. Rồi thì cái này nó như vậy nha các anh chị. Nó có một cái mã 14 150 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 thì em có hai cái cây thước này. Hai cây này thì người ta có sử dụng rồi nha các anh chị. Hai cây này người ta có sử dụng rồi. Đó. Cái cây này là của Trutco nha các anh chị, của Trutco này. Đó, hai cây. Cây người ta có sử dụng rồi nha. Thì một hai cái cây này của Trutco hết nha các anh chị. Trutco này. Made in Japan. Đây. Đó, Made in Japan nha các anh chị. Thì cây này hai cây nó cũng như nhau nha. Đây thì cái hình thức này nè, em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem á, đó. Rồi, chiều dài của nó là cái chiều rộng này là 150 nha các anh chị, còn chiều cao này là 300. Rồi mã số 15 nha các anh chị, 110.000 một cây. Các anh chị nào chốt cây nào chốt giống nhau hết nha.
nó đẹp như nhau nha các chị, không có bị gì hết trời. 110.000 một cây. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 thì em có cái cuộn chì này. Cái cuộn chì này thì em thử rồi là chì nha các anh chị. Chì à, thì cái cuộn này nó là để em qua 3 mi nha các anh chị. Cái cuộn này nè, là cái chai này là 3 ly, em thử hết rồi nha. Ở nãy em có thử phải là chì nha, chị của Nhật nha các anh chị. Thì cái cuộn này là 3 ly, nhưng cái cuộn này luôn, cái lô lô là nó nặng là 300g nha các anh chị, 270g à, 270 nha các anh chị. Cuộn này là 270g nè. Đó, 3 ly nha, mã 17 100.000. Tiếp theo là mã 18. 15, mã 16 chứ. Mã 16 nha các anh chị, mã 16 100.000. Rồi tiếp theo là mã 17. Mã 17 thì cái cuộn này được 300 cũng 250 nha các anh chị, 250 270 gì á. Thì cái cuộn này là cũng 3 ly nha các anh chị, 3 ly. Này thì nó mới hơn chút, 3 ly. 250 270 nha các anh chị. Rồi mã số 17 cũng 100 luôn. Cuộn chì này cũng 3 ly ha. Rồi tiếp theo là mã số 18 nha các anh chị, thì cái này là nó còn được 100g. Chưa được 100g nha các anh chị, nó còn yếu chút xíu này. Chì này thì nó là 1.8 ly, 1.6 phi nha các chị, phi 1.6. Thì cái cuộn này là nó nhiều hết cỡ là nó chỉ có 150g thôi nha các chị, người ta có xài một ít rồi nên còn khoảng cỡ 100g. Rồi là 1 ly 6 nha các chị, phi của nó là 1 ly 6 này. Nặng của nó là 100g. Rồi mã 18 70.000. Tiếp theo là mã 19 nha các anh chị. Mã 19 thì em có một cái bộ hộp Vercel da ben này nha các anh chị, vít tám. Thì vít tám này là như vậy, trong này cái mũi của nó thì em thử rồi hết rồi nha các anh chị. Đây Vercel da ben này đó, Vercel nha. Đời của nó là 2500 nha các anh chị. Vercel đầu đóng thì người ta có sử dụng rồi nhưng cũng còn đẹp nha các anh chị, không có rơ lắc. Còn cái đầu này là các chị mình gắn cái mũi 8 ly nha các chị. Còn cái đầu này các chị mình gắn khẩu 1/2. Đó thì em có thử hết rồi nha các chị. Tại cái này em nhắn nó hơi hả? Nó hơi nặng á thì em không có nhắn nổi nha các chị mình. Nè, để em nhắn. Đó, nhắn thì nó lắc rồi nha các chị. Nói chung là ngon lành rồi đó, em thử hết rồi. Thử ở ngoài. Rồi còn nó còn có hai cái mũi này thôi nha các chị. Nó còn hai cái mũi, là một mũi là Vercel dương 2 và một cái mũi là Vercel dương 3 nha. Dương 4 luôn hả? Vercel dương 2 và Vercel dương 3 hay dương 4 hay trời. Chắc dương 4 luôn quá rồi, người ta ghi viết như vậy nè. A4 gì đó, Vercel 4A gì. Made in Japan. Thì nó còn có hai cái mũi như vậy thôi nha các anh chị. Đó, rồi. Em cắm vô đây luôn. Hai mũi mới chưa sử dụng luôn nha các anh chị, hai mũi này mới chưa sử dụng luôn này. Mới cáo luôn, chưa sử dụng gì hết á. Rồi còn cái vít thì người ta có sử dụng rồi nhưng mà cũng sử dụng ít à nha các anh chị. Rồi. Rồi mã 19 nha các anh chị, 580.000. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 thì em có cái cặp vít Vercel này nha các anh chị. Chiều dài của nó là 20, một cái trừ và một cái cộng. Mũi thì cũng còn ok nha. Mũi còn ok hết nha các anh chị. Một cái là trừ 6 và một cái là BH2. Mũi còn đẹp nha các anh chị. Nói chung là em rửa vệ sinh nó chưa được sạch đó. Nó hơi phèn phèn vậy thôi chứ nó không có bị gì hết. Đó còn ngon lành nha. Chiều dài của nó là 20 cm nha các anh chị. Cắn tay cầm đồ đẹp hết. Rồi mã 20 160.000. Tiếp theo là mã 21. Thì em có một cái cặp Vercel này. Cái cặp này nhỏ nha các anh chị. Cặp này thì 120.000. Cặp này chiều dài của nó là 15 cm nha. Một cái là trừ 4.5 và một cái là BH1 nha các anh chị. Cái là trừ 4.5, một cái là BH1. Rồi cặp này em tính 100 thôi nha các anh chị.
để em ghi lại. Cặp này 10 dài chiều dài 15 sen, cặp này em tính 100 nha. Đó, còn đẹp luôn nha các anh chị, mũi rồi cũng còn ok hết nè. Rồi mã số 21 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 22. 22 là một cái cây vít lắc này nha các anh chị. Cây vít lắc này thì mũi của nó chỉ có mũi trừ 6 như vậy thôi nha. Hiệu của nó xin bình lắc Japan, hoạt động ok nha các anh chị. À, hoạt động ngon lành, để trên giữa là một cây vít bình thường, lắc qua lắc lại. Đó, xin bình lắc Japan nha. Cây này thì cái mũi của nó là trừ 6 thì mình cũng dùng cái mũi 6.35 ly nha các anh chị. Nhưng bây giờ em không có còn mũi nào, chỉ còn cái mũi trừ 6 này thôi. Rồi chiều dài của nó là 11 sen nha các chị luôn mũi. Mã 22 100. Tiếp theo là mã 23. Mã 23 là em có một cái cây đục chốt này chưa có sử dụng nha các anh chị. Thì cái đục chốt này là cái chốt của nó là 2.5 mi nha các anh chị. À, em sẽ lấy ra cho các anh chị mình xem nha. Hiệu của nó là Jet Max Mickey gì Japan nha các anh chị, hiệu Z này. Mickey Japan. Đó. Chưa sử dụng, đục là 2.5 mi. Chiều dài em đo chiều dài ư? Chiều dài của nó là 15 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15. Rồi có một cây đục như vậy. Rồi mã số 23 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 24, 25. 24 và 25 nha các anh chị. Thì hai cái hộp này nè là nó giống, hai cái cục này nó giống nhau nha các anh chị. Thì 200.000 một cây. Thì em sẽ giới thiệu một cây thôi nha. Đó, em có 24, 25 nó giống nhau. Thì hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Nó có một cái đồ để các anh chị mình kẹp vô nè. Kẹp vô cái đồ đó nha. Đó, mình dặn ra mình kẹp vô nè. Đó, mình dặn lên. Rồi còn cái này, cái này là cái chân này nha các anh chị. Cái chân này thì các anh chị mình dặn ra nè, mình dặn cái này ra nè. Đó, nó sẽ bung cái lò xo này ra nha. Đó, mình dặn hết cỡ ra như vậy. Thì để các anh chị mình kẹp gì kẹp nha các anh chị. Đó, thì cái răng. Thì em sẽ đo cái phần chiều rộng của cái này nha các anh chị, là cũng nó rộng cỡ 8 ly nha các anh chị. Cái này nó rộng cỡ 8 ly, còn cái độ rộng này thì nhỏ thôi nha các anh chị, cỡ 2-3 ly thôi. Đó, khi các anh chị mình làm kẹp lại nha, kẹp lại. Cái này thì em không có biết nha các anh chị, em không biết nó làm gì thì em chỉ giới thiệu như vậy thôi. Còn các anh chị nào mình biết thì mình chốt nha. Cái thân này là một cái thân y như là thủy tinh vậy nha các anh chị, nhưng mà chắc chắn lắm nè. Còn cái này là để kẹp vô. Cái này nè, đó, các anh chị mình kẹp vô nha. Mình kẹp vô sang cái nó có cái thằng như vậy, mình lắc léo hay như lắc léo được luôn nha các anh chị. Đó, thì cái hình thức của nó là như đó, em sẽ để kỹ như vậy nha. Rồi mã 24 nha các anh chị, 200.000. Tiếp theo là mã 25 cũng giống nhau luôn, hai cái các anh chị nào mình chọn cái nào chọn nha, 25 Ebon. Rồi 200 luôn. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 thì cái cây này nó không có cái nó mắc cái này nha các anh chị. Nó mắc cái kẹp này. Đó, nó mắc cái kẹp này. Nó không có cái kẹp. Nó trơn lưu như vậy thôi. Nó có đầy đủ cái đầu này luôn. Mình dặn ra như vậy. Rồi mình kẹp lại. Cái chân ấy như vậy luôn. Rồi, nó không có chữ gì hết nha các anh chị. Rồi mã số 26, 100.000. Rồi tiếp theo là mã 27 nha các anh chị. Mã 27 là một cái cây này. Cây này cũng có cái đường này nha các anh chị. Nó có một cái đường này 10, 0, 10, 20, 30, 40. Thì khi các anh chị mình quay cái này nè. Đó, cái răng như vậy nha các anh chị. Cái răng như vậy mình quay vô nè. Đó, nó chạy theo cái răng này nha các anh chị. Giống như là hồi bữa hổm em nói là cái đồ làm chìa khóa. Nhưng mà đó, nó ra như vậy. Ra như vậy là hết rồi nha các anh chị. Ra như vậy hết nè. Rồi mình đã quay vô. Đó. Rồi thì cái cây này em cũng không có biết làm gì nha các anh chị. Hồi bữa hổm em có bán một cây rồi, nhưng mà em cũng không có biết nó làm gì hết. Rồi cái này là mã số 27 nha các anh chị, 300.000. Mã 27 300.000. Tiếp theo là mã 28. Mã 28 là một cái trắng, cái đục. Cái này nha các anh chị, cái này thì
nó từ mấy mi cho tới 22 mi ta. Đó thì hình thức của nó hoạt động được ngon lành nha các anh chị. Nó có một cái chân trừ như vậy thôi nè. Thì cái đường kính của nó là 3 sen nha các anh chị. Đường kính của nó là 3 sen. Còn cái đường này nha, cái mũi đục này nha các anh chị, cái mũi kẹp này nè là nó cỡ 10, các anh chị chờ em một chút, 14 nha các anh chị, 14 ly đó. Rồi quay vô mở ốc chết, mở ốc gãi gì đó. Thì cái này làm nó hiệu của nó xanh ki nha các anh chị, xanh ki. Nó hơi bị trài chữ mất rồi. Rồi mã số 28 nha các anh chị, 270.000. Tiếp theo là mã 29 thì em có cái bộ vít thử, của vít thử điện của Vercel nha các anh chị. Cái bộ này thì nó gồm có một mũi BH2, một mũi -6, một mũi -2, -3 nha các anh chị. Một cái mũi lấy dấu như vậy đó, rồi một cái mũi là 5.5 mi nha các anh chị, mình để mở lục giác 5.5 mi. Thì cái này là gồm có năm cái mũi như vậy, với lại một cái cán vít nha các anh chị. Cái cán này khi các anh chị nào mình muốn thử điện thì mình muốn lấy một cái vít nào đó thì mình xài, mình để vô vậy nha. Đó, mình dặn lại khi nào mà mình cái này là mình xài như một cái bộ vít bình thường nha các anh chị. Khi nào các chị mình cần thiết thì mình dùng thử điện luôn, ok luôn nha. Đó này. Rồi thì cái bộ này là mã số 29 nha các anh chị, 200.000. Tiếp theo là mã 30. Đó. Mã 30 là một cái cây búa nha các anh chị. Cây búa này thì cây này là hiệu của nó SK11 nha. SK11 này thì nó ở sau đuôi nó có cái chữ như vậy nha các anh chị. Nó có mã thông số rồi hết nha. Thì em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem nè. Đó. Rồi cái cán của nó là cán, một cái cán nhựa mềm còn khá đẹp nha. Cái đầu của nó là chưa có sử dụng nha các anh chị. Đầu búa là chưa có sử dụng nè. Rồi lưỡi rồi răng rồi còn đẹp hết. Cái này thì nặng của nó là 550g nha các anh chị. Nặng là 550g. Còn đẹp chưa sử dụng nha. Đầu thép rồi còn ngon lành hết. Cái này thì chiều dài của nó là 31 nha các anh chị. Đây cái đầu cũng nó cũng đáng SK11 này, SK11 này. Rồi mã số 30 nha các anh chị, 230.000. Tiếp theo là mã 31 là em có cái búa này nha các anh chị. Cái búa này cho các anh chị mình làm nghề làm gỗ rồi nha. Đó, cái búa này là của Susa. Đó, made in Japan nha các anh chị, hiểu nó Susa. Susa. Cái cán này, cái cán còn đẹp lắm nha các anh chị. Cái cán này chưa có xài nha các anh chị. Cái cán này là bằng sợi thủy tinh nha, ốp thêm cái lớp nhựa này êm tay luôn. Đây thì hình thức của nó đây, lưỡi nè. Cái đầu búa rồi còn đẹp chưa sử dụng nha. Nặng của nó là 400g nha các anh chị. Nặng 400g. Chiều dài của nó là, để em đưa chiều dài. Chiều dài của nó là 34 nha các anh chị. Mã 31, 150.000. Tiếp theo là mã 32 là em có cái lưỡi dao độc giấy này nha các anh chị. Cái lưỡi này là cái hộp này nè thì nó cũng hơi họ chưa có xài nha các anh chị, chưa có xài nhưng mà nó ẩm ẩm thì nó cũng hơi rỉ chút đỉnh nha, chứ nó không có còn đẹp mới tinh luôn nha các anh chị. Nhưng mà chưa có xài này, hiệu của nó hiệu cay nha. Đây hiệu cay Japan nha các anh chị. Đây anh chị nào chờ em chút đó, Ika Japan nha. Lưỡi đen là lưỡi khá tốt nha các anh chị. Đó. Thì nói chung là nó chưa có xài nhưng mà đi bãi á, hàng bãi thì nó về nó bị ẩm á, lâu ngày nó bị ẩm á, cái nó bị như vậy nha. Thì em sẽ đo chiều dài của cái lưỡi này thử. Cái lưỡi này là chiều là 14 ly nha các anh chị. 13 không khoan hả 10 12 nha các anh chị, 12 ly nha. 12 ly hơn gì á. 12 ly nha các anh chị. Cái lưỡi này là lưỡi 12 ly nè. Đó thì cái hộp này gồm 50 lưỡi nha các anh chị, lưỡi 12 ly. Mã 32, 100.000. Rồi tiếp theo là mã 33 nha các anh chị. Lưỡi 12 ly. Mã 33 thì em có một cái cuộn lô lô điện này nha các anh chị.
Cái Lulu này là chiều dài của nó là 330m nha các anh chị. Đó, thì cái hình thức đây còn mới tinh luôn nha. Nó đây nha các anh chị. Nó mình xài 5A và 15A nha, hiệu của nó ha Taya. Hình thức này. Chữ rồi còn đẹp hết nha. Nói chung là cái cuộn này còn đẹp lắm, mới tinh luôn. Em thử rồi luôn hết rồi nha. Nói chung là ở trong cái dây điện này nè, nó không có bị gì hết nha các anh chị. Nó không có bị bất kỳ một cái gì lỗi gì hết nha. Đây nó ghi đây nè. Đây là jam. Đâu vậy? Đây đây các anh chị, mình chờ em chút nha. Đây. Da ta da nha các anh chị, ha ta da nè. Đó thì cái này là cái dây của nó là 1.25mm nha các chị, 1.25mm vuông. Đó, hiệu của nó là Hataya. Cái cuộn này là 30m nha các anh chị. Cuộn này là 30m, còn mới tinh luôn, không có bị gì hết. Còn cái bên này, cái bên này nha các anh chị, thì em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem. Đây Hataya này. Đây cái tem đây nha các anh chị. Đây là cái tem này. Đó, Made in Japan. Mã gạch 49 đồ đầy đủ hết nha. Mình xài là 5A hoặc 15 nha các anh chị, 15A. Rồi cái cuộn này, cái cuộn này 30m nha các anh chị. Thì cái cuộn này các anh chị nào mình xem mình chốt là 1 triệu nha các anh chị. 1 triệu em nhận chuyển khoản nha. Tại vì cái cuộn này nó cũng nặng ký nha các anh chị. À, em quên cái đầu đây. Cái đầu đây người ta có xài rồi nè, nó hơi bị trái trái như vậy nha các anh chị, nó hơi bị trài trài như vậy. Các anh chị mình về mình xài thời gian rồi các anh chị mình đổi cái ổ cám chút nha. Cái phít cám nha các anh chị, chứ còn cái này nó cũng hơi trái trái nè. Đó thì cái này là của đó. Rồi cái cuộn này là 1 triệu nha các anh chị, em nhận chuyển khoản nha. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.